Một đội hình với khá nhiều hướng khống chế khó chịu, khả năng phá giao tranh cũng tốt đến từ bên phía của Gen G. Còn trong khi đó thì đến từ bên phía của Demonkia thì họ đang muốn chơi bằng những hướng khống chế và khả năng cầu máu tầm xa từ Syndra và thêm cả dây trong tay của Khan. Có thể nói rằng là đối với thành viên đội tuyển Demonkia, yếu tố giao tranh không phải là nơi mà họ mạnh nhất. Khi đặt cọc bao ra thêm một cái quét tàn kẻ yếu nữa thì gần như cái tỷ lệ để, chuẩn xác từ những cái kỹ năng từ bên phía của Demonkia là rất cao. Đây cũng có thể sẽ là một cặp đôi gây ra sự khó chịu nhất định để Ruler anh ta sẽ phải cân nhắc cầm thanh tẩy, nhưng quyết định của anh ta là một cái hồi máu. Và nếu như có một tình huống đứng lên cao thì Vudon anh ta hoàn toàn có thể gặp nguy hiểm, nhưng rất cẩn thận đến từ Vudon, cầu sấm hụt đến từ Khan và áp lực không đủ. Như vậy thì cây điền anh ta sẽ tiếp tục mất thêm những cái khoảng thời gian đây nữa. Virgo của Clit đã hướng lên nửa trên quả đồ và đây sẽ là 2-2 từ rất sớm. Cây điền hộ thể thành công, 6-7 cước điểm hạ khúc đầu tiên dành cho DK. Gen G Clit anh đã tốc biến dứt điểm thành công đối phương, nhấp bóng vào. Nhưng rõ ràng cảm giác là sát thương đến từ cây điện ở thời điểm hiện tại đang là nhỉnh hơn đôi chút. Sóng âm sau một cú trừng phạt tốt đến từ cây điện, nhưng di chuyển trước đến từ bù đòn và áp lực như vậy là đủ để đẩy cây điện về. Ngay lập tức nhường được bộ lời xanh cho Showmaker và tạo ra cơ hội để thực hiện pha băng trụ với hiệu ứng khống chế là hàng tỷ. Nội Long Cước đã có dịch chuyển con đến từ BD, anh ta đầu tư luôn cú dịch chuyển của mình, nhưng người đã bị tấn công quá nhanh và lên bảng đó là Aphelios. Life còn một máu và sử dụng các càn quét rất đẹp từ BD và phân tranh thiên hạ để đẩy văng đối phương về sau khi sử dụng một tình huống tốc biến. Dẫu sao thì đó cũng là một tình huống chắc chắn đến từ Showmaker. Ở khu đường trên, màn tay đồ diễn ra giữa Budon cùng Khan và mất đi tốc biến để chạy, nhưng không chạy nổi khỏi một tình huống sử dụng cái Q đến từ hú công của Budon. Showmaker dịch chuyển lên, nhưng điểm ở gục này nó thuộc về dây. Dịch chuyển nữa đến từ vị trí của Showmaker. Còn ở cánh dưới là khả năng Ruler anh ta gặp nguy hiểm. Thôi xong rồi, sóng âm găm trúng và chắc chắn sẽ có điểm hạ gục. Cây niên sẽ là người ăn mạng này. Di chuyển rất hớ hênh đến từ xạ thủ bên phía của Gen G Esports và kéo đi được một tài nguyên quan trọng mà Demonkia sở hữu, đó là tốc biến của người đi rừng Canyon. Cây niên anh ta rất là chắc chắn. Anh ta thậm chí là sử dụng cái cú điện chấn dư chấn kết hợp với tốc biến để làm chậm bu đón trước, sau đó thì mới sóng âm. Nhưng rất đáng tiếc là cái cú sóng âm của anh ta cũng không chuẩn xác. Chắc là sẽ hướng tới cho mình một cái băng trưởng vĩnh cửu quen thuộc từ bốn Rai mà thôi. Trong khi đó thì BD sẽ là một cái Batuluden để anh ta gia tăng thêm lượng sát thương tạo ra. Trong khi đó đang có một tình huống sử dụng vòng xoáy không gian và cây điền là người đáp xuống. Combo rất mượt đến từ cây điền. Những điểm hạ gục chưa có dành cho các thành viên bên phía của DK, thậm chí là họ phải trả ngược trở lại mạng. Showmaker sẽ có mạng trong tình huống này để có một pha 1-1. Trụ đường trên đã có, nhưng ngay lập tức BD anh ta đặt cho mình một cái trụ Kasurima ra và đẩy lui bước tiến của hai thành viên bên phía của DK. Sóng âm ngắm trúng, sau đó là nộ long cước đá đi, sau đó là theo một cái vô ảnh cước. Nhưng trên đường vô ảnh cước thì anh ta bị ngắt lại bởi cái cú bóng vút ám muội làm choáng thành công đến từ vị trí của Clit với một con Virgo. Và vô hình chung cái mạch sát thương của anh ta bị ngắt lại khiến cho đam không đủ để hạ gục Budon. Mất thêm một khoảng thời gian nữa thì Budon mới nằm. Và Budon kịp gây thêm một lượng sát thương đủ để khiến cho cây điền. Mặc dù Budon nằm xuống nhưng cây điền thì cũng phải trả mạng trước đó với khả năng tiếp cận đến từ các lưu động của BD. 6-4 là tỷ số điểm hạ gục ở thời điểm hiện tại. Mặc dù cây điền vừa bị shut down nhưng anh ta mang lại một lợi thế khổng lồ ở giai đoạn phút thứ 16 dành cho bên phía của DK và có thể sẽ là những cái sẽ là mục tiêu tiếp theo mà các thành viên bên phía của DK nhắm tới. Tôi nghĩ rằng ý của anh Hoàng muốn đề cập đấy là cái móng vuốt ác ám của con Virgo thay vì một cái trang bị móng vuốt ám muội. Còn quay trở lại với cái thế trận hiện tại thì quả thực là các thành viên đội tuyển Demonkia họ đang làm chủ. Họ đã đẩy được hai cánh và họ chuyển bộ đường giới của mình ra khu đường giữa để tiếp tục gây áp lực. Sứ giả khai nứt cũng đang có trên người của Lee Sin. Một pha quét tàn kế yếu nữa chuẩn xác từ Ghost. Đường dưới là đích đến từ DK chứ không phải là ở khu vực đường giữa như tôi đã đoán định. Và đây có thể sẽ là đích đến để nhắm thêm, để đi đo thêm vào vị trí của Ruler, không cho Ruler có thêm những khoảng trống để farm. Và đây cũng là một khu vực đường rất xa của hàng Baron. Nếu như có những cái lượng tài nguyên từ sớm ở khu vực này với những cái trụ 2 và thậm chí là trụ 3 nữa thì sẽ là gặp nguy hiểm. Nhưng đó là tình huống làm choáng tốt đến từ Clit sau một cú phân chia thiệt hạ rất chuẩn chỉ đến từ BD với cú đẩy về đây vừa rồi nhắm vào Showmaker, và Showmaker anh ta phải lên bảng điểm số lần đầu tiên trong ván đấu này. Họ vừa hy sinh Showmaker nhưng không mất đi phép bổ trợ, BD mất cả tốc biến cùng phân tranh thiên hạ và đó là tuyệt mệnh. Nhưng cầu sấm rất tốt đến từ Khan, outplay được tình huống tuyệt mệnh và thoát thân đến từ Clit, không có thêm tốc biến được đầu tư. Nhưng pha xỉa liên tục với hai hoặc ba linh cát, người đã bị tấn công bị trói chân là Live tiếp tục bị duy trì hiệu ứng với một tình huống giữ chân ổn đến từ băng trưởng vĩnh cửu. Sút được hai người cắm mắt tốc biến qua tường nhưng không thoát thân nổi. Sát thương cuối cùng hình như thuộc về mặt nạ thống khổ Lienry đến từ BD.
Và các thành viên tuyển Gen G đang muốn tận dụng cái lợi thế hơn người của mình để tiến ra và kiểm soát con rồng thứ 3 trong màn đấu. Người đang gặp nguy hiểm có thể là Ruler kích hoạt cung phong linh và thoát về một cách tương đối nhanh. Cầu sấm trượt từ Khan phá đi mất kiểm soát và rút lui và bắt buộc phải nhường rồng đến từ bên phía của Demon. Họ đang muốn ép Baron với một tốc độ ăn tương đối nhanh với Khan cũng như là Showmaker cùng với Cây Điền. Và nếu như không tỉnh táo thì Gen G hoàn toàn có thể có một pha Force Baron ngay lập tức đây. Gen G họ tiến ra, nhưng tiến ra ở một góc độ không thực sự quá nhanh. Và đây sẽ là Baron đầu tiên và đấu thuộc về DK. Vòng xoáy không ra để lùi về với cả ba thành viên. Showmaker anh ta di chuyển ra để có thể tránh một cái tình huống mà bị ngắt cái cú vòng xoáy không gian đó. Rất tỉnh táo đến từ DK. Và họ có một pha macro ổn với con Baron đầu tiên của ván đấu ở phút thứ 24. Rất hợp lý, có thể họ sẽ mất đi chuột một khu đường giữa, nhưng những gì mà họ vừa thu được là quá nhiều. Họ có được con Baron trên người cả năm thành viên và rút lui một cách an toàn với vòng xoáy không gian được tạo ra bởi Showmaker. Chói chân thành công, tiếp tục bồi thêm bằng chiến binh cửu nhưng có giữ chân. Phía bên này người lao vào là Budon với cú lốc xoáy của mình và đang muốn tràn lên là Gen G. Vừa nói xong, Showmaker tốc biến lên combo giữ chân thành công BD, nhưng combo sắp thương là chưa đủ. BD lùi về được với một tình huống sử dụng cái cắt lưu động. Với bên kia tay đôi giữa Budon cùng với Kenyon, và Kenyon là người chiến thắng chung cuộc khi mà lượng trang bị của anh ta bây giờ là cực kỳ ấn tượng. Với bên này thì Life cũng lên bảng đếm số cùng với người đồng đội và Clit còn một máu để lùi về. Chủ thai của đường giữa đang được ra dành cho Demon Kia và họ có thể lấy được công trình. Sau một pha Force Baron thành công thì DK họ thực sự là cực kỳ quyết đoán với tình huống tấn công vừa rồi. Mặc dù Budon có một góc vào, tôi nghĩ rằng là nếu như anh ta vào sớm hơn một chút để có thể follow up theo cái tình huống mà bảo kê đến từ Live trước đó thì hoàn toàn Gen G Esports có một thế lao vào ổn áp hơn để họ tràn thẳng vào phía sau bên phía của DK. BD đang vào phía sau lưng anh ta còn tốc biến. Anh ta có đồng hồ ngưng động để có thể trở thành người mở giao tranh với góc độ đẹp nhất. Nên nhớ rằng đây là con rồng mà bắt buộc các thành viên đội tuyển Demon Kia phải ngăn cản được. Nếu không đối phương sẽ gây được cực kỳ nhiều khó chịu. Budon thoát được với chim mồi. Còn phía bên này các thành viên đội tuyển Gen G đang liên tục co cụm lại với nhau để cho BD có khoảng trống và thực hiện những pha cấu máu bằng cái cách cần quét của mình. Khả năng chống chịu cũng là không hề nhiều đến từ bên phía của Demon Kia và cơ hội để thắng vẫn là rất cao. Budon là người lao vào đầu tiên, anh ta né thành công và ta kể yếu. Anh ta dùng lốc xoáy hai lần và rồng linh hồn đã có dành cho Gen G tràn thẳng vào và vẫn tranh thiên hạ khá đẹp đến từ BD. Họ đang có được nhiều lợi thế, bắt buộc lùi ra góc cánh nhưng đã bị gục, đó là Canyon Khan tràn thẳng vào. Họ có quét sạch, không thể tin được với nguồn sát thương được gây ra bởi Showmaker và Khan. Tình huống mà Ruler anh ta bốc hơi quá nhanh trước lượng sát thương đến từ Showmaker và Kanyan. Thêm cả đó là con dây của Khan nữa. Và khi xạ thủ bên phía của Gen G Esports nằm xuống, tôi không hiểu lý do tại sao Gen G Esports họ đã làm rất tốt ở một cái điểm. Đấy là Budon anh ta lao vào sử dụng lốc xoáy để đẩy các thành viên bên phía của DK, gây ra một cái lực hiệu ứng khiến cho Gen G Esports, hay nói chính xác là Clit, có khoảng thời gian để anh ta trừng phạt thành công con rồng và lấy linh hồn rồng dành cho Gen G. Nhưng cái góc độ giao tranh đó thực sự là không đẹp. BD anh ta đồng ý là có một cú phân tranh thiên hạ để cố gắng đẩy các thành viên bên phía của DK về. Nhưng DK họ còn flash và họ tốc biến rất nhanh ra khỏi cái cú phân chia thiên hạ đó đến từ một con Azir. Biết rằng đối phương sẽ là một con Na đường trên của Khan, và Rascal quyết định là chơi Virgo ở trong ván đấu này. Một cặp đấu đầu mà cũng khá là quen mắt với chúng ta, với các bạn khán giả LCK mùa hè năm 2021, khi mà Na cũng như là Virgo là những cái sự lựa chọn mà có tỷ lệ cấm vật chọn rất cao ở giải đấu này. Shadow sẽ ở vị trí hỗ trợ trong tay của Life và đi cặp với một con Varus trong tay của Ruler. Và áp lực với vị tướng Lee Sin, đó là thứ mà chúng ta cũng đang rất muốn đón xem, bởi vì thực sự thì tôi thích những cái màn thể hiện điên đảo với cái vị tướng Lee Sin này. Và đấu này thì dẫu sao cái ngưỡng sức mạnh nó cũng không đến quá sớm dành cho các thành viên đội tuyển Gen G, đúng giống như những gì mà anh Minh Hoàng đã đề cập vậy. Bởi vì đây là một form đội hình có được ngưỡng sức mạnh phải đạt được mức độ là 2 đồ trở lên. Đây có thể sẽ là gặp nguy hiểm đến từ Ruler và Lai khi hai người chơi này mới chỉ chạm cấp 2 mà thôi. Cấp 3 có trước đến từ cặp bên phía của DK. Hơn chiêu đến từ bên phía của DK và họ tấn công vào Lai. Gom sóng âm không chính xác đến từ cây điền, nhưng tanh trụ đủ nhiều để Baron lùi ra. Thậm chí Ruler có thể gặp nguy hiểm trong pha thi đấu này khi mà Ghost anh ta đang tỏ ra rất khó chịu và sóng âm gặp chúng là có điểm hạ gục nhưng không cần tới sóng âm. Hai mạng rất nhanh có được dành cho DK ở khu vực mạng dưới. Kenyon tranh thủ thời gian và tiến tới để kiểm soát con rồng đầu tiên của ván đấu. Đây là điều mà ván đấu trước anh ta không làm được, vì ván đấu trước anh ta cần phải dành sự quan tâm cho khu vực đỉnh trên. Nhưng trong ván thi đấu này thì anh ta không cần phải làm như vậy. Và Ghost đang gặp nguy hiểm, anh ta bị dính liên hoàn tam kích, anh ta bị thông, bị dính thêm phong lôi thường. Cú hất văng không thành công của Clit, anh ta chưa đủ tầm để tiếp cận được Ghost và Ghost lùi về được với một máu ở khu đường giữa.
thì người tới trước là Showmaker đang cố gắng giữ chân BD để cho Ghost có thể lùi về được. Phát triển thiên hạ trượt đến từ BD. Tiêu Uplay nhẹ nhàng đến từ Showmaker bằng biến ảnh của mình. Và pha móc vuốt ám tới từ Rasko cũng là trượt, mất thêm một cái dịch chuyển, lỗ cả ba đường, tôi có thể khẳng định là như vậy. Mất đi phép bổ trợ quan trọng để giữ lại tính mạng, cần có người xuống đón đợt lính, và có vẻ như đó sẽ là Ghost, một pha được nhường tài nguyên rất tốt đến từ bên phía các thành viên đội tuyển Demon Kia dành cho xạ thủ của họ. Và cái đợt lính thì gần như còn nguyên ở dưới bản đồ, Khan súng nhún nhảy né ra khỏi bóng vuốt ám một cách chuẩn chỉ. Glitz vẫn như tàng hình trong bán đấu này khi anh ta chưa gây ra được áp lực nào cả. Tình huống di chuyển vừa rồi của anh ta cũng là đi trên mắt của đối phương. Quay trở lại phần dư của mình với một tình huống ăn bồ đỏ đến từ cây điền. Nhưng cảm giác rằng cái độ tự tin đang có đến từ người chơi sử dụng bên phía đã một kia nhưng vừa rồi là tuyệt mệnh để Rascal ép đi cái tốc biến đến từ vị trí của Khan, đẩy đối phương về nhưng sát thương là không nhiều đến từ BD. Sẽ xích siêu phàm không chính xác, Glitz anh ta vẫn đang càn rất lớn, rất tốt với lại một con xin ra với bán nguyên thường. Và cái áp lực của anh ta khiến cho Barrow phải ra đây hỗ trợ đồng đội. Barrow là người gặp nguy hiểm và mất đi phép hỗ trợ đến từ hỗ trợ bên phía của DK. Tổng cộng là 1, 2, 3, 4, 5 phép tốc biến đã phải sử dụng đến từ DK trên toàn bản đồ. Và như vậy là lợi thế về phép hỗ trợ cũng như áp lực ở khu vực nửa dưới của bản đồ dành ngược lại để cho Gen.G Esports họ có được con dòng thứ hai của bản đấu này. Hiện giờ đã dừng lại ở mốc là 45-46 chỉ số lính chênh lệch. Còn khu đường trên dịch chuyển lên và Rascal gặp nguy hiểm. Anh ta bị hất văng vào tường, anh ta bị dính sóng âm. Có thể là cả nỗ lòng cước, một combo hoàn hảo đến từ Kenyan và điểm mà cùng dành cho chính bản thân Kenyan. Phối hợp rất nhịp nhàng và uyển chuyển đến từ Khan và Kenyan. Đầu tiên là Na khổng lồ hất văng vị trí của Rascal vào tường, không có tốc biến và không có tuyệt mệnh để Virgo thoát thân. Sau đó là một cú nổ long cước kết hợp với sóng âm vũ ảnh cước và điểm hạ gục dành cho vị trí của Kenyan đứng giữa của một pha chân phân trên thiên hạ. Nhưng tiếp tục là tình huống biến ảnh ngược trở lại đến từ Showmaker. Và lượng trang bị đang được cầm trên người của Kenyan sẽ khiến các thành viên đội tuyển Gen.G cần phải cẩn trọng hơn. Sự chênh lệch về lính ở khu đường giữa cũng là khá lớn nha. BD đang có một ván đấu tốt, anh ta farm được 168 tại phút thứ 16. Còn khu đường dưới thì khoảng trống quá nhiều để cho Ghost có thể lấy đi trụ 1 ở khu đường dưới và đem về cho mình thêm một nguồn kinh tế lớn. Đó là cái trụ thứ 2 mà các thành viên đội tuyển Demon Kia lấy được. Và trụ thứ 3 có vẻ như cũng sắp rồi. Tôi nghĩ là trang bị thứ 2 mà BD hướng tới theo cái phong cách đánh thường thấy của anh ta với con Ozir có thể sẽ là một cái dây chuyền sập Banshee để anh ta hạn chế đi khả năng sốc sát thương đến từ một con lập lang của Showmaker ở những cái phút giây tiếp theo của bản đấu này. Nhưng ở khu vực đường giữa thì đây sẽ là cái trụ thứ 3 có thể được lấy đến từ bên phía của Demon Kia, nhưng quay trở lại trả đòn Gen.G họ đang muốn tấn công. Barrow là người gặp nguy hiểm, chinh phục đã được kích hoạt. Barrow anh ta dính tuyệt mệnh lên bảng điểm số, ăn cắp xác đến từ vị trí của Rascal nhưng ngay lập tức phải sử dụng tuyệt mệnh lùi lại. Cú xích vừa rồi từ Showmaker rất đáng tiếc là không chính xác. Nếu như chúng thì tôi tin rằng sẽ có mạng dành cho bên phía của Demon Kia. Nhưng một điểm hạ gục có đến từ Gen.G, lợi thế về người. Nhưng với việc các chiêu thức của họ gần như đã mất hết rồi thì chắc chắn đây sẽ là cái trụ dành cho bên phía của DK và đợt lính đẩy vào mà thôi. Đến từ trang bị búa diều sát thần và rồng đang được khởi động bởi các thành viên đội tuyển Gen.G, năng lượng không còn nhiều từ Ruler và nên là một tình huống ép giao tranh nhanh. Pha la vào không cướp rồng từ Kenyan và rút lui được. Đó là các thành viên đội tuyển Gen.G. Nhưng Showmaker cũng chưa muốn dừng lại nha. Anh ta đang lựa góc, anh ta đang muốn chọn người để chói. Người bị anh ta tấn công là BD, dựng ngay khiên mặt trời ra. Khả năng phòng ngự là tốt đến từ bên phía của Gen.G. Và tôi không tin rằng Demon Kia có thể làm được gì khó khăn dành cho Gen.G trong tình huống tấn công này. Ở cái góc độ giao tranh là không còn nữa đến từ bên phía của Demon Kia. Họ vẫn đang muốn gia tăng áp lực bằng việc thả ra cái đất. Và đây sẽ là cái trụ thứ tư dành cho DK. Họ lao thẳng lên cú chiêu cuối đến từ vị trí của Na, đá ngược về đến từ vị trí của cây điện. Mục tiêu là cây điện, mục tiêu là Glitz. Glitz đập xuống rất nhanh, xích thành công đến từ Showmaker. Nhưng anh ta sẽ phải giật ngược trở ra khi mà lượng máu còn lại là không quá nhiều. Chiều chúc sợ xích tội lỗ đến từ Ruler, nó cũng rơi vào khoảng không. Và đây sẽ là áp lực đến từ sứ giả khai thất hút vào trụ 3 của bên phía Gen.G Esports và cái trụ thứ 5 dành cho bên phía của DK ở trong ván đấu này, và thậm chí là họ đang muốn lấy một đường và họ sẽ có được nó. Tôi tin rằng đây DK họ vẫn đang chỉ muốn đẩy đối phương ra khu vực hang Baron để hạn chế khả năng farm của BD cũng như là Ruler mà thôi. Nhưng họ vẫn đang rất quyết đoán. Ruler mất quá nhiều máu rồi, đại bác tiến tung ra. Ruler mất hồi máu, người che phải là Live. Mất rất nhiều máu trước thêm giao tranh đến từ xạ thủ bên phía của Gen.G Esports. Nhưng Gen.G bắt buộc phải ở đây, nếu như họ để mất Baron thì sẽ là dấu chấm hết dành cho bên phía của Gen.G Esports. Baron tuốt về bên phía của Demon Kia và họ đang trả lên chính thành công. Glitz là mục tiêu, anh ta cố gắng sử dụng bán quyết thương để câu giờ. Bên phía này Rascal nhập được bóng của vị trí Khan và anh ta đang quẩy. Ghost là người gặp nguy hiểm, mặc dù có một loại Baron nhưng DK mất 3 người. Wow, đó là sự khác biệt.
Rusko vào sân trong ván đấu này và anh ta đang chơi rất bay. Cái mũ phù thủy hay là thêm một cái đồng hồ Cazonia hay Morello gì cả sẽ là thẳng một cái gậy xuyên kháng phép với triệu Ruvo. Và đây sẽ là áp lực rồng dành cho bên phía Davonia. Họ sẽ có được con rồng thứ tư của ván đấu và cân bằng tỷ số về rồng với các thành viên bên phía của Gen Z Esports. Với một loại bao lần thì tôi vẫn đang chờ đợi những tín hiệu stick lại với nhau, tập trung người lại để có thể gây thêm những áp lực đến từ bên phía Davonia. Ghost trở thành mục tiêu ngay trước miệng của Rascal. Thêm một tiếng tập trung nữa với Bullet Baron tấn công vào chúng ta cùng đứng trên của đối phương. Và Canyon cần phải là người tạo ra được một cái gì đó khác biệt. Anh ta cần phải có được điểm nhấn trong những tình giao tranh nếu như Davonia muốn có được chiến thắng. Rascal, đây là lúc mà Gen Z Esports rất cần anh ta. Anh ta đang là người sạch nhất đến từ bên phía của Gen Z Esports. 5-1 với một con Virgo đủ để giúp cho anh ta khuấy đảo đội hình của DK. Và chỉ cần có một người nằm xuống thôi, Rascal sẽ nhập bóng liên tục để tạo ra một cái sự hỗn loạn nhất định. Showmaker lao thẳng lên. Đợt lính ở khu vực đứng dưới đang là đợt lính đẩy lợi hơn dành cho bên phía của DK và bắt buộc một người phải bấm B về nhà để có thể phòng ngự, và đó là BD. Showmaker mất nửa cây với một cú bung cung ra của Huler. Nhưng đây là pha lao thẳng vào đến từ cây điện bắn người thực rất nhanh được tung ra đến từ vị trí của Clint. Nhưng mục tiêu đến từ DK là ăn trụ sau đó rút lui về. Dẫu sao thì anh ta cũng đang có được 224 chỉ số lính tại phút thứ 28 của bán đấu. Nên cũng không thể dành quá nhiều sự chê bai thua thiệt dành cho Ruler được, bởi vì đây vẫn là một ván đấu khá áp lực. Và combo sách tay và one shot đối phương đến từ Showmaker, đó là thứ một sát thủ cần phải làm được. Và các thành viên đội tuyển Demonkia đang tìm kiếm cơ hội để kết thúc ván đấu trong cái tình cảnh mà các thành viên đội tuyển Gen G cũng đang thi đấu cực kỳ tập trung. Và rất hay đến từ Rascal, anh ta vẫn đang gây ra áp lực cực kỳ lớn bằng lãnh thổ xương đèn. Lại một lần nữa Showmaker lướt qua bên kia bờ tường, gây sát thương vào Life, kéo đi đến 1/3 máu của đối thủ. Và họ có được trụ thứ hai ở khu vực giữa. Và bây giờ sẽ là một pha giao tranh lớn có thể được nổ ra. Cấp độ gần như là tương đương đến từ cả hai đội tuyển, chỉ có Ruler đang là thọt hơn so với con Ash của Ghost mà thôi. Và các thành viên đội tuyển Demonkia đang muốn là bỏ rồng và di chuyển nhanh sang khu vực Unbaron. Tốc độ Unbaron của họ chưa chắc đã nhanh, nhưng họ đang có Showmaker là người ở lại để cản đường. Máu Baron cực kỳ nhiều, tốc độ ăn coi như là ổn đến từ bên phía của Demonkia, nhưng tôi không tin rằng họ có thể ăn xong trước khi mà Lead kịp thời tiếp cận vào khu vực Baron. Một phong lôi thương được kích hoạt hay chăng? Baron chỉ còn làm chút xíu máu, người lao lên để cản bước đối phương là Kennedy. Anh ta tốc biến xuống, anh ta trừng phạt thành công được con Baron. Rascal hạ gục đối thủ và sau đấy kích hoạt đồng hồ và đẩy lùi khá đẹp đến từ phần tranh thiên hạ của BD. Và Rascal bóc hồn lao thẳng và tấn công vào Khan, bóc được hồn của Khan thêm lần nữa và tràn lên tấn công vào Ghost, cố làm chậm có tuyệt mệnh. Hạ gục thành công được Ghost là điều chắc chắn mà Rascal sẽ làm được. Life đang được tấn công quay ngược trở lại tay đôi. Sát thương của Ghost là khá rát nhưng không ăn thua. Và đó là điểm hạ gục tiếp theo dành cho Virgo trong tay của Rascal. Gây ra áp lực, họ đang bị cản đường về phòng ngự chú thứ hai ở khu vực giữa. Và đang có những áp lực từ ngang hông được gây ra bởi Kalian Khan. Và áp lực từ sau lưng tới từ Showmaker. Lại thêm lần nữa anh ta kéo được rất nhiều máu từ Life, nhưng bản thân của anh ta cũng đã mất đi 1/3 lượng máu. Còn Rascal thì đã đẩy lui Showmaker ra khỏi phạm vi khó chịu và thực hiện những pha cầu máu. Khan có một góc độ đẹp, đây là góc độ mà Khan có thể vào được. Tôi tin là anh ta cần phải vào. Và Khan đang lao thẳng ra một pha biến dạng, hất văng được 4 người vào tường, làm choáng bồi thêm được 3 người. Nhưng sát thương ở đâu rồi, chưa thấy sát thương được bồi thêm. Người bị đẩy văng trở về là Ghost. Ghost không được bắn, Rascal đang chuyển dạng. Rascal có vẻ như sẽ chém được. Và người bắt buộc phải lùi là Showmaker, là Canyon. Và thêm cả Tam Ken của Life nữa. Họ không còn quyền kiểm soát ở khu vực hang rồng mà Rascal đang làm một điều đó. Chúng ta thấy được khả năng vào giao tranh đến từ DK là tốt như thế nào. Nhưng Gen Z họ cũng phản pháo một cách rất mạnh thét với tình huống xử lý ngược trở lại. Rascal anh ta có góc độ để có thể gây sát thương một cú phân tranh thiên hạ đến từ vị trí của BD trước khi lên bảng đấy. Và Azir đang ở trong thế bị cô lập, cần có người di chuyển thông minh để khiến cho Azir giảm tải bớt những áp lực có thể phải hứng chịu. Và BD đã bị lộ tầm nhìn pha lao vào combo từ Showmaker, nhưng có vẻ như Showmaker mới là người thua thiệt. Sát thương cuối cùng thuộc về ta vừa đủ. Rascal gặp nguy hiểm, lại là chiêu cuối đẹp đến từ Varus, nhưng các thành viên đội tuyển Gen G đang phải rút lui. Khan chỉ là làm chậm mà thôi, họ đang lời người, họ chờ lớp lăng đến về nhà hồi phục và tiến ra vào khu hàng Baron. 46 giây là thời gian đếm số đến từ BD, thì đây là một khoảng thời gian vàng đến từ DK để họ có thể gây áp lực ngược trở lại. Clint là người gặp nguy hiểm, anh ta dính làm choáng, dính thêm 6 con phổi cơ mà nó nổ lòng cực dứt điểm đến từ Canyon.
Live thì anh ta dính xích rồi và đó là dùng bạn thì vẫn ấp tung thành công đến từ Barrel. Live sẽ phải lấy bảng đếm số và tôi sát thương cuối cùng sẽ thuộc về Ghost, tôi tin là như vậy. Còn ở góc này thì Rasko anh ta bị làm chậm liên tục sóng âm, rất đáng tiếc là không trúng đến từ Kadian. Lấy thêm cái nhà lính ở khu đường dưới, họ muốn tranh thủ khoảng gian này để tiến ra với khu Baron và Showmaker vẫn đang là người ở lại để gây ra áp lực dành cho Gen.G. Một pha combo. Ui, ý đồ tấn công rất rõ ràng. Chỉ cần đạn băng tiên đọt trúng vào Ruler mà thôi thì Love Bang sẽ xuất hiện với combo QRE của mình. Và gần như chắc chắn là Ruler sẽ phải lên bảng đếm số. Showmaker thêm lần nữa tràn vào và ngăn không cho Rascal tiếp cận được khu Baron. Nhưng cũng phải khen Gen.G và cái khả năng phòng ngự và cái khả năng chi trả của Gen.G Esports vẫn là thương hiệu của đội tuyển này. Họ có vẻ như vẫn đang phòng ngự được nhưng tôi không nghĩ rằng nó có thể kéo dài quá lâu. Một lần QR nữa kéo đi được tầm 1/3 máu của Clit. Và Showmaker biết rằng tôi vừa nói xong, Showmaker gặp nguy hiểm, mất đi tốc biến và lên bảng điểm số sẽ từ cuối cùng thuộc về Varus với một mũi tên xuyên phá. Có vẻ như họ sẽ bị mất đi con rồng ngàn tuổi này và tôi chưa biết rằng đây sẽ là bàn đấu thuộc về ai. Kennen đang lựa góc, Na đã biến thành Na khổng lồ và copy được bóng của LeBlanc khiến cho Rascal gây ra khá nhiều sự khó chịu dành cho các thành viên đội tuyển Demon kia. Demon có thể thực hiện một pha macro để áp lực vào khu đường giữa, nhưng kiểu gì thì kiểu họ cũng sẽ bị mất đi con rồng ngàn tuổi này mà thôi. Nếu như Kennen không quá xuất sắc trong tình huống cạnh tranh trừng phạt này, họ đang làm điều đấy. Họ đang cử hai người vào để khu đường giữa, người biến về để phòng ngự một cách an toàn đó là Rascal và chắc chắn anh ta sẽ biến về được. Các thành viên đội tuyển Demon kia có lẽ chỉ nên dừng lại ở việc là lấy về cái nhà lính khu đường dưới mà thôi. Kennen đang bị đẩy văng ngoài, người về trước là Rascal ngăn được tình huống biến về. Nhà công cùng với sát thương đến từ Asgore. Rascal chỉ có một chút xíu máu, anh ta nên sử dụng ra viên tần của mình để câu giờ. Anh ta đã phải nằm xuống. Phía bên kia chưa có ai về được cả. Trung nhà lính thứ hai đã bị phá hủy và nhà chính đang bắt đầu tấn công. Sát thương có vẻ như chưa nhiều tốc biến lên và bắn quyền thương rất đẹp. Ghost bắn vào nhà, sát thương chưa đủ và đó gần như là quét sạch dành cho các thành viên đội tuyển Gen.G. Chưa có endgame dành cho Demon kia. Và đó có thể là một cái một tình huống mà khai thác thông tin đến từ Gen.G hay Trang đây. Ba người đến từ bên phía của DK đang ăn Baron. Tốc độ ăn Baron của họ là tương đối nhanh. Clip có được cho mình phong lôi thường và cát trường của anh ta cũng chắc chắn sẽ đủ tầm để lao xuống khu hàng Baron. Nhưng DK đang muốn có một pha gây ra sự khó chịu nhất định ở cánh dưới. Lại thêm một cú dịch chuyển nữa bắt buộc phải đầu tư và nó đến từ BDD. Anh ta đang muốn biến về và quay ngược trở lại để ăn Baron. Ngăn không cho đối phương tiến xuống khu hàng Baron và rất chắc chắn với cú trừng phạt thuộc về Canyon. Clit vẫn tiếp cận, Clit đang giữ chân thành công ở Barrel và có được một điểm hạ cục. Nhưng đối với các thành viên đội tuyển Demon Kia thì đó đã là thành công. Bắt buộc phải rút lui về đó là Khan. Rascal gặp nguy hiểm, combo rất được quá nhiều. Xuất đạo 1.000 tiền dành cho Showmaker. Tiếp tục là sức ép đến từ bộ loại Baron của DK. Nào lao vào đá, ba người đến từ Canyon. Ruler thấp bao sẽ xích tôn lỗi vào khoảng không đến từ Ruler. Và Canyon anh ta quá xuất sắc với Lee Sin. Tiếp tục là sức ép đến từ Showmaker, đẩy văng đối phương đi đến từ BD, đóng đồng hồ để câu giờ. Nhưng khi tình đồng hồ lại, tôi tin rằng anh ta sẽ phải lấy bảng điểm số với Na khổng lồ đến từ Khan. Kết thúc ván đấu ở đây dành cho DK với chiến thắng 2-0 của họ mà thôi. Và mở ra tranh quá tuyệt vời đến từ Canyon. Vẫn là áp lực đến từ Canyon. Tất nhiên để nói về MVP trong bàn đấu này, nếu như dành cho Canyon thì nó có thể là một cái nhìn một chiều mà thôi. Bởi vì Showmaker cũng đã có quá nhiều những màn xử lý điên rồ. Nhưng pha giao tranh cuối cùng tôi nghĩ rằng nó nên được gọi tên Canyon với thêm một pha Lee Sin TikTok nữa.